Màn vừa rồi cảm động lắm. Cô theo dõi tôi à? Chắc anh quan trọng. Trong không gian này thì chỉ cần một người đẹp thôi. Anh yên tâm đi, không gian này sẽ rất là an toàn. Một con muỗi nhỏ xíu cũng không thể nào mà lọt vô được. Sao anh lại ở đây? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Anh đừng có cố tình chọc tức tôi. Đây sẽ là đòn trả thù chí mạng. Ôi, 5 phút nữa là ông thầy sẽ xuất hiện. Bây giờ mình vô làm nhanh nhanh cho kịp. Thôi, đi. Wow, kèo này ngon nha. Chân dài tới nách. Ê, chân dài tới nách là chó, nội ơi.